Chiến trường ca. Hồi ký. Tác giả Lê Tài. Số 4. Ba lần ăn Tết bộ ngọ. Trở lại ăn tức chúng tôi trả quốc sẻng và chờ đợi. Hai thằng Trọng Tám cũng đã về đơn vị. Trọng xanh như tàu lá đi khập khiễng về thanh toán giấy tờ để ra Bắc. Năm thằng chúng tôi lại bên nhau chuyện trò đủ thứ. Có lần chúng tôi hè nhau vật Trọng ra để xem chim còn đến đâu. Ai ngờ vừa cởi cúc quần nó òa khóc. Thế là buông tay ứa nước mắt với nó tay thằng Tám hơi khèo, co duỗi khó khăn. Giấy ra viện ghi về đơn vị bố trí việc nhẹ. Chúng tôi khuyên nó nên tự tập để trở lại bình thường và nó cũng rất chăm tập luyện. Lúc ấy, đó là lời khuyên đúng, sau này lắm lúc nhớ lại tôi cứ day dứt. Giá như khi đó bọn tôi đừng khuyên thế, giá như thằng Tám không tự tập, cái tay cứ khèo không phải đi đánh nhau nó sẽ không hy sinh, nó sẽ thành thương binh trở về học tiếp hoặc chuyển ngành công tác. Ngày mùng 2 tháng 2, mặc dù mới là 25 tháng chạp nhưng trung đoàn tổ chức ăn Tết trước để hành quân. Trên cấp mỗi người hai gói thuốc lá và mấy lạng gạo nếp. Bữa ăn Tết chỉ có bát cơm nếp với mấy miếng thịt. Anh Trường nói phải ăn Tết lại Thế là cùng với bọn hậu cần mang mì cua đi một ngày ròng rã đổi được một con lợn độ 30 cân và khá nhiều gạo nếp cùng với mấy lít rượu. Tiếng lợn kêu en ép, tiếng dao thớt kỳ cạch và bữa cơm Tết làm lại có đủ rượu thịt với hương vị nếp đã làm cho cả khu vườn xoài vui vẻ náo nhiệt hẳn. Ngày mùng 4 tháng 2, tức 27 Tết, chúng tôi hành quân bằng ô tô theo con đường vòng quanh núi Cô Tô qua Long Xuyên. Tối nghỉ lại ngoại ô Cần Thơ, mấy thằng lại tụ tập bên gốc xoài liên hoan chia tay thằng Trọng bằng thuốc lá và gói cơm nếp ăn dở lúc trưa. Tôi viết thư tay nhờ hắn cầm về và cho hắn cái áo pha lon trắng mà hồi ở Vinh hay diện. Hôm sau, cả đoàn xe dừng ở ngã tư An Sương, thành phố Hồ Chí Minh trọng xuống xe để về trạm giao liên ra Bắc, nhập đoàn an dưỡng 200 quân khu 4. Hắn là người thương binh đầu tiên của sư đoàn ở biên giới Tây Nam. Ba năm tròn sướng khổ với nhau, mai sau biết ai còn ai mất. Trọng không nói gì, nước mắt chảy dài, đi tập tĩnh dọc đoàn xe, bắt tay từng người để tạm biệt. Xe chạy, cả tiểu đoàn vẫy tay chào hắn. Hắn đứng đó một mình, siêu vẹo giữa phố phường nhộn nhịp, người xe đi sắm Tết. Chiều muộn chúng tôi được đổ xuống một khu rừng phía sau lò gò, khẩn trương đào hố chiến đấu cá nhân. Rừng ở đây rậm rì, ngang dọc lạch nước cùng bãi lầy. Có rất nhiều cây dầu rái, vươn thẳng, đứng cao, tầm 3-40 mét. Gốc to độ 2-3 người ôm đã bị dân vạt hốc sâu để lấy dầu thắp sáng quét sơn gỗ. Tuy cách tiền duyên phòng ngự của F320 độ 1 km, nhưng hôm sau, đơn vị đã khẩn trương chặt cây đào hầm, lập chốt. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 1978, chúng tôi trả súng cũ, nhận súng mới. Suốt ngày lo lau chùi, những khẩu AK, M79, B41 còn nguyên dầu mỡ bảo quản trong ống nhựa. Gần chiều, bỗng quản lý gánh về một gánh bánh trưng và nhu yếu phẩm, mọi người mới biết là đã mùng một Tết, đã sang năm mới. Mỗi A được phân một gói trà lao, mỗi người được thêm một bao thuốc lá và hai người chung một bánh trưng của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gói tặng. Có bánh đã mốc chua nhưng không ngăn được sự háo hức của lính. Thế là chúng tôi lại được ăn Tết lần nữa buổi tối lính quây quần bên bi đông nước chè chuyện trò tiếng hát nhạc vàng nhạc đỏ đủ giọng dâm gian quá khuya không ai chịu ngủ nghe ai đó nghêu ngao con biết xuân này mẹ chờ tin con tôi nhớ nhà kinh khủng mới đó mà đã ba tết xa nhà đang nằm tưởng tượng cái tết ở quê bỗng hai phát a ca nổ ôm súng lăn vội xuống hầm chờ mãi không thấy gì Hóa ra thằng Việt đang gác, nghe tiếng động của thú đi ăn đêm liền bắn, nhưng chừng đó cũng đủ cho cả xe thức trắng. Về lại trung đoàn. Cuối tháng 2 năm 1978, sư 31 chính thức thuộc quân đoàn 3, lúc này đang giải quân đóng chốt răng ngang cùng quân khu 7, quân khu 4 bảo vệ biên giới tỉnh Tây Ninh. Từ biên giới về thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng trên 100 km nên bọn Khơ Me Đỏ tập trung lực lượng quyết đánh và ta cũng tập trung chủ lực quyết giữ. Là đơn vị làm kinh tế chuyển sang chiến đấu, sư đoàn phải tổ chức lại biên chế trang bị để phù hợp nhiệm vụ. Quân đoàn đã điều động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị trong quân đoàn và hơn 2.000 tân binh bổ sung kiện toàn lại sư đoàn. Tân binh chủ yếu là của tỉnh Nghệ Tĩnh, riêng xã tôi có đến 6 7 đứa nhập ngũ tháng 11 năm 1977 được bổ sung vào trung đoàn 922. Các tiểu đoàn 78, 924 được biên chế về lại E866. Không những thu quân cũ kiện toàn lại cho mình mà E866 còn phải rút bớt cán bộ bổ sung cho E922, E977. E922 chỉ còn lại D18, được sư 320 đưa cán bộ chiến sĩ sang làm nòng cốt xây dựng. Trung đoàn trưởng vẫn là đại úy Ngô Doanh, nguyên E phó E335 nổi tiếng ở Lào, nhưng không hiểu đánh đấm thế nào mà độ khoảng tháng 9 năm 78, tôi thấy anh Doanh làm trạm trưởng trạm khách của sư đoàn ở Bầu Cỏ. E977 gồm D42 pháo binh, D25 công binh, được sư đoàn 10 đưa cán bộ chiến sĩ sang xây dựng kiện toàn. Gần một tháng di chuyển, đào hầm loanh quanh trong rừng lò gò. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1978, chia tay E922, chúng tôi rút ra con suối gần bầu cỏ phía tây núi Bà Đen khoảng 10-15 km, về lại đội hình của E866. Trên chặng đường từ lò gò ra sân bay Thiện Ngôn, có một em gái mặc bộ bà ba với giọng ca không thua ca sĩ chuyên nghiệp, cứ đứng ven đường say sưa hát cải lương hết bài này sang bài khác cho bộ đội nghe. Trong lúc ngồi nghe hát, quản lý Lương Đình Vơn nghịch khẩu M79 làm súng cướp cò, may quả đạn bay xa rơi vào rừng mới nổ, không gây thương vong. Vì vụ này Vơn bị kỷ luật cảnh cáo. Hơn một tháng sau, Vơn bị thương Do địch vây không ra được nên mất máu nhiều hy sinh. Lúc hấp hối, Vân nói với anh Trường đừng ghi kỷ luật vào lý lịch. Hôm tháng 5 năm 2017, gặp nhau ở nhà tạo, ai đó nhắc chuyện Vân. Anh Trường xúc động, ứa nước mắt, mãi mới nói. Hồi đó tao dọa giữa, chứ thời gian mô mà tìm lý lịch để ghi. Vân là người lính trọng danh dự, sống mãi trong ký ức chúng tôi. Về đây tôi gặp lại đồng hương cùng xã như Lão Bình, Toản, Hòa. Sau hơn một năm phân tán, gặp cả thằng Trinh học lớp 10Y cùng khóa. Hắn đi ôn văn hóa, thi đại học trượt, mới vào ở B Vệ Binh. Nghe hắn nói chuyện, mới biết ngoài quê, cống Hiệp Hòa bị sập, làm chết gần 100 người, chủ yếu là dân Thanh Trương. C17 trở lại là C cối 120 ly trực thuộc E. C12 cối 82 do anh Phúc Hà Nam làm C trưởng, anh Điền Nháy, người Vĩnh Phú làm chính trị viên. Sau một năm phiêu bạt, cũng trở về đội hình của D8 và đổi thành C8. C18 bọn tôi đổi thành C7, C10 đổi thành C5, thành lập thêm C6 do Trung Úy quyền quê Nam Đàm làm C trưởng anh Quyền sau sang E922 làm trung đoàn phó, chuẩn úy Toàn quê Bắc Thái làm chính trị viên. Bọn tôi hay gọi là Toàn Nhăn vì lúc nào mặt cũng cau có. Khi ra Bắc, anh lên ban tổ chức sư đoàn về hưu hàm đại úy. D8 lúc này đổi thành D2, D7 đổi thành D3 và D924 đổi thành D1. E866 gọi là E1, E922 gọi là E2, E977 là E3 và sư 31 tên húy là Đoàn Lam Hồng được gọi là Đoàn Thịnh Long rồng mạnh. Thằng 8 đã lành tay được phân làm A trưởng cối C5, thằng Thiêm sang C7 tôi làm A trưởng cối. Thằng Thiệp được điều sang lại E922 làm A trưởng. Việt nhận lệnh về E922 là lúc hắn và thằng Hải ở xã Lạc Sơn đang chơi cờ tướng trong lán tôi. Dù đã khoác ba lô lên vai nhưng hắn vẫn nán lại, cãi nhau trí chóe thắng thua với Hải. Tôi phải can rồi tiễn hắn ra cửa rừng. Thằng Việt sang E922 bị thương ngay trận đầu, ra coi kho đoàn A7 thu dung. Còn thằng Hải cũng bị thương, lạc ba ngày trong rừng bò về được. Năm 2014, lính C7 Nghệ Tĩnh tụ tập tại nhà tôi. Hai thằng nhớ về ván cờ đánh dở năm xưa, rồi cãi nhau, thách nhau đánh lại. Thằng Việt chạy về nhà, lấy bộ cờ mang đến và hai thằng bày cờ ngoài thềm để đấu trí, mặc đồng đội ngồi ôn cố chi tân. Một ván cờ của hai thằng lính kéo dài 36 năm mà tôi được chứng kiến từ đầu đến cuối. Chỉ huy tiểu đoàn 2 lúc này là ba trung úy gồm Trịnh Quang Tuyến dê trưởng, Lương Minh Tuận chính trị viên và anh Phúc vốn xê trưởng C10 mới lên làm dây phó. Anh Tuyến sau đi đâu tôi không rõ, còn anh Tuận khi ở bầu cỏ có lần lên lớp chính trị cho dê bộ. Đang nói đến gương anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh quên mất tên, cứ lúng túng, phan, phan. Anh Việt Y tá, nhập ngũ tháng 8 năm 1971, quê Nghi Lộc, nhắc đều, Phan Đình Phùng. Anh mừng quá, liền nói to, anh Hùng lấy thân lớp lỗ châu mai Phan Đình Phùng, làm cả đơn vị cười no bụng. Anh Tuận đánh bóng truyền, vị trí truyền hai rất hay, có lẽ vì vậy mà đơn vị khi ở An Giang lên lò gò, về bào cỏ và ngay cả ở thị trấn O Răng Âu bên công phong Tràm, kiểu gì anh cũng tổ chức chơi bóng truyền. Trên đường lên siêm riệp, lúc qua phà công phong Tràm, khi xuống xe, không may lính để lựu đạn nổ, anh bị thương ở chân. Khi ra Bắc, được xếp hạng thương binh 1 trên 8, sang làm chính trị viên. Tiểu đoàn 24 quân y và về hưu hàm đại úy. Anh Phúc là xê trưởng của tôi từ hồi ở lào quê nam đàn anh thường mặc bộ quân phục pha thét lào có cầu vai bằng vải tô châu đeo súng ngắn sệ hông làm nổi bật nước da trắng và mái tóc bồng bềnh nhìn rất lãng tử hồi ở anh sơn anh bị chị minh nhân viên cửa hàng ăn chinh phục thi thoảng chủ nhật anh rủ mấy thằng tôi từ lạng sơn lên tận phúc sơn thăm người yêu và chị minh bao giờ cũng chiêu đãi phở cả đoàn anh Phúc nóng tính, có lần cầm lựu đạn US đánh anh Thao xe phó C-13 xưng cả đầu vì giữ đường lên chốt C-7 nhưng vẫn để địch phục kích làm ta thương vong. Cả anh Trường, anh cũng không tha chửi. Năm 1986 tôi gặp anh, khi đó là thượng úy chuyển ngành làm bảo vệ ở cơ quan mặt trận tỉnh Nghệ An. Ít lâu sau nghe tin anh nghỉ chế độ một cục 176 vì bệnh. Dê trường D1 là anh Hoàng Ngọc Thổ, người cao bằng, tôi nghe anh trường kể có lần họp quân chính trung đoàn anh thổ phát biểu thổ này làm kinh tế không biết tính toán nhưng đánh nhau chỉ có lên tôi nghĩ ý của anh là thể hiện quyết tâm chiến đấu nhưng mọi người cho là anh nói lên chức lên cấp quả thật vào chiến đấu anh tỏ rõ là người chỉ huy dũng cảm mưu trí được lính kính phục tháng tư vào trận thì tháng 7 anh đã lên tham mưu phó e khi lên kiểm tra chốt C7 bọn tôi trên đường trở về cách chốt độ 300m anh bị địch phục kích và hy sinh. Thằng văn vệ binh đi bảo vệ bị thương. Văn sau đi học sĩ quan hậu cần về quân đoàn 4. Dê trưởng D3 là anh Côi người tài Cao bằng, lấy vợ ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hồi đơn vị ở Kiên Giang, anh và anh giáp B trưởng C9 đi phép Trả phép thì trung đoàn 866 đã di chuyển. Hai anh hỏi dân và chính quyền địa phương không ai biết đơn vị đi đâu. Địa phương giới thiệu hai anh ở nhờ nhà một bà má. Hai người quyết đi tìm đơn vị nhưng không có tiền nên má cho mỗi người một chỉ vàng, mấy chục cân gạo và tiền mặt đi đường. Hồi đó đối với nhiều người là một tài sản lớn. Ra tỉnh đội vào quân khu 9 ở Cần Thơ hỏi không ai biết sư đoàn 31 ở đâu, lên thành phố Hồ Chí Minh vào quận 7 hỏi cũng không được, ròng rã cả tháng lang thang tiền gạo hết. Có người bày cho vào viện 175 là nơi tuyến cuối cứu chữa thương binh nặng ở phía Nam để hỏi. Và cuối cùng hai anh biết sư đoàn đang chiến đấu ở Sa Mát, Tây Ninh. Về đến trung đoàn, anh Côi Lĩnh Lương xin quay về Kiên Giang để trả cho bà má, rồi sang làm dê trưởng dê 2 thay anh Nguyệt anh rất giỏi về pháo cối và cắt góc phương vị đi trong rừng. Chuyện về anh rất nhiều tôi sẽ kể sau. Năm 2014, qua trang quân sử, Lão Hồng Nguyên Quang liên lạc với đồng đội phía Nam tìm ra địa chỉ bà má và đã chiêu đãi anh Giáp một chuyến thăm má sau gần 40 năm bặt tin. Má vẫn khỏe, rất vui khi gặp lại những người lính mà má tưởng đã gửi xác nơi chiến trường và họ đã không quên má. Còn anh Côi, anh Tuận, sau nhiều năm hỏi tìm đến năm ngoái mới biết tin thì hai anh đã mất. Thật buồn. Quả thực đời người như bóng câu qua cửa sổ. Chuẩn bị Cả tiểu đoàn ở bám bình độ dọc con suối tôi không biết tên. Rừng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Mới tái sinh cây lớn nhất chỉ ngang bắp đùi. Chen lẫn là những chàng cỏ. Thì thoảng có những cây to đã chết khô vì chất độc hóa học. Đứng sừng sững với những cành cụt chĩa lên trời Thi gan với thời gian Từ đây vượt suối qua e bộ Và các đơn vị trực thuộc Rồi đi ra lộ ô tô đất đỏ khoảng 1 km con lộ chạy về núi bà đen hai bên là dãy bỏ hoang cùng ruộng lúa bãi lầy thưa thớt nhà dân về đây việc đầu tiên là làm mỗi a một lán để ở lần này tôi đã biết cách lợp nhà bằng dơm lấy trong dãy về rũ dối giải từng lớp nẹp lại theo cách của dân đồng bằng bắc bộ mọi sinh hoạt vẫn theo điều lệnh sáng thổi còi tập thể dục làm việc đến bữa xếp hàng ăn cơm, chiều chơi bóng truyền, tối không sinh hoạt thì nằm hát ngêu ngao. Đại đội nhận thêm lính cựu của các xe trực thuộc và vài lính của sư 320 đã trải qua đánh miên. Số lính sư 320 chắc bầy hầy nên nhân dịp này bị tống đi cho khuất mắt, chứ không phải để làm nòng cốt cho đơn vị mới như ý tưởng của quân đoàn. C lập thêm một B, do anh Liễu người Quỳnh Lưu ở D7 sang làm bê trưởng. Anh hay kể chuyện cô sinh viên cao đẳng sư phạm Huế, quê Diễn Châu, nơi đóng quân cho chúng tôi nghe. Gần 30 năm sau, thấy trong quyền danh bạ điện thoại ghi số nhà riêng hiệu trưởng trường tiểu học xã Quỳnh Dị với cái tên quen quen. Nhớ chuyện, tôi điện hỏi thăm, may mắn đúng nhà anh Liễu. Anh lên đến thiếu tá, về bệnh binh và làm phó bí thư đảng ủy xã gần chỗ đóng quân có mấy cái lán dân ở để trông coi dãy. Bộ đội về, họ nhanh chóng mở quán bán rượu sắn, kẹo và thuốc lá cuốn bỏ trong bao bóng có tờ nhãn lá vàng hoặc cáp tan. Lính ta dịch là cho anh phát súng tim anh nát. Quán nào sang thì có thêm bao vòng cỏ hút tức cả ngực. Bao slam bạc hà dởm khi hút ngậm vào vẫn thấy the the lính đem quân trang nhu yếu phẩm ra đó bán đổi nhộn nhịp. Hòm thư của đại đội lúc này là 3R2049 Tây Ninh. Chị gái công tác ở Hà Nội có lần đã bỏ trong thư 10 đồng gửi cho tôi. Tối đến tôi kéo cả tiểu đội ra quán chiêu đãi một bữa đến khuya về quá giờ bị anh Thống nạt. Trung đoàn mở lớp tập huấn. Cố vấn truyền đạt kinh nghiệm đánh Pol Pot là anh Minh, quê anh Sơn trợ lý tác chiến của Sư Mười. Có chuyện anh kể là trong trận, Sư Mười đánh ở cửa khẩu Sa Mát khi xung phong áp sát mới phát hiện tên địch đang quỷ ngắm bắn B-41 sau ụ mối. Một cán bộ của ta đã nhanh tay rút quả đạn trong súng của địch và đập vào đầu hắn. Liên lạc đi kèm lúc đó mới xoay súng bắn chết. Từ tháng 3 năm 1978, đài ta liên tục phát đi thông báo tình hình biên giới, mời Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn vào để chứng minh tội ác của Khmer Đỏ và thiện chí của Việt Nam. Lúc này quân ta đã rút về hết bên Việt Nam, cắm chốt dọc biên giới giữ đất kiểu be bờ. Từ đây cho đến hết năm 1978 là giai đoạn khó khăn gian khổ nhất, hy sinh nhiều nhất trong suốt cuộc chiến Tây Nam tỷ lệ thương vong cấp quân khu quân đoàn trở xuống là 12%, trong khi đánh Mỹ chỉ có 3%. Quân đoàn 3 tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1978, hy sinh trên 1.600 người, bắn 1,2 tấn đạn, diệt được một tên địch. Đã có nhiều chỉ huy nổi tiếng trong đánh Mỹ thân bại danh liệt vì đối tượng tác chiến mới này. Ngày 11 tháng 4 năm 1978, trung đoàn tổ chức bắn kiểm tra đạn thật bài bia thằng còm tại núi Bà Đen cho cán bộ tiểu đội trung đội. Trong lúc chờ đến lượt tôi đang xem mấy chiếc xe tăng chạy ra chạy vào bắn lô cốt ở bãi bên cạnh thì có lệnh lên ô tô về cứ. Về đến nơi được phổ biến làm công tác chuẩn bị để vào sa mát thay chốt. Như vậy là chỉ mới có cán bộ được tập huấn còn đơn vị chưa hề được huấn luyện chiến đấu Ngày nhập ngũ đã xác định không trở về, nhưng miền Nam giải phóng, tôi lại mơ hết nghĩa vụ 5 năm để phục viên, không ngờ cùng đồng đội bị đẩy vào cuộc chiến mới. Người xưa nói, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Xưa nay, người đi chinh chiến, có mấy ai trở về? Tôi cũng không hy vọng ngày trở về gói đôi dép nhựa trắng tiền phong cùng mấy thứ lặt vặt gửi lại hậu cứ với ý nghĩ nếu có chuyện gì đó cũng là di vật kỷ niệm của mình để lại cho gia đình tôi viết thư về nhà nói rõ là đi chiến đấu và an ủi cha mẹ rằng nhà ta đông con trai nhưng chỉ có con làm nghĩa vụ sương máu với tổ quốc nếu có bề gì mong cha mẹ đừng buồn vì so với nhiều gia đình khác sự hy sinh của con chẳng thấm tháp gì bỏ quyển nhật ký vào đáy ba lô, còn mấy quyển sách giáo khoa nghĩ cũng chẳng để làm gì nên đem đốt. Nhớ tới người cho sách, tôi viết mấy dòng gửi về, đại khái thông báo là đã đốt hết sách giáo khoa mà hắn ta dày công tìm kiếm để gửi cho tôi ôn thi đại học. Mọi chuyện sau chiến tranh nếu còn sống sẽ tính tiếp. Bây giờ đã gần 40 năm, lá thư vẫn còn trong tủ của hắn công bằng mà nói, nhờ những cuốn sách đó và cả sau này mà năm 1995 khi Bộ Quốc phòng chủ trương đại học hóa sĩ quan, tôi bị cử đi học sĩ quan lục quân 1 để hoàn thiện kiến thức do đã 20 năm lính nên Trần Trừ suýt bị kỷ luật khi xuống trường thì học viên đã tập trung trước cả tháng ôn môn toán và chiến thuật để thi đầu vào chỉ có một buổi nghe thầy hệ thống lại kiến thức. Hôm sau thi, tôi đã làm được 4 trên 5 bài toán, trong khi gần như toàn bộ sĩ quan trẻ tốt nghiệp trường quân sự quân nhu mới thôi học phổ thông 3-4 năm, dù đã được học ôn, vẫn gặm bút. Thầy giám thị xem bài làm của tôi gật gù rồi bỏ ra ngoài để cho họ tự do truyền tay chép theo. Bài thi toán của tôi, lính già nhất, được 7 điểm cao nhất khóa winwin việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại.